Ngày hôm qua 29 tháng 10, Bộ Tài chính đã có ý kiến về việc các website ứng dụng huy động vốn chưa được cấp phép đã được cảnh báo trong thời gian vừa qua. Theo bộ này thì việc bùng nổ các app huy động vốn hoạt động dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh gây khó khăn trong quá trình giám sát, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm. Theo Bộ Tài chính, việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đưa ra cảnh báo liên quan đến hoạt động chưa được cấp phép của các trang web, app giao dịch như Passion Invest, FinHay, Tickcorp, Infina, SafeNow, Buff huy động vốn và có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán khiến nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng. Qua xác minh, các ứng dụng này dù không được cấp phép nhưng đã hoạt động nhiều năm và thường xuyên được truyền thông rộng rãi. Bộ Tài chính cũng cho biết các doanh nghiệp này không phải là các đơn vị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành lập và quản lý mà được các Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố cấp theo luật doanh nghiệp. Hoạt động của các đơn vị này được thực hiện trong môi trường công nghệ thông qua cung cấp nền tảng công nghệ bao gồm hệ thống website và các ứng dụng app giao dịch trên điện thoại di động. Do đó, việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp này để đưa ra các nhận định đánh giá là tương đối khó khăn và mất thời gian. Do dịch bệnh COVID-19, dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A cũ đoạn qua địa phận huyện Thường Tín phải lùi thời hạn hoàn thành từ năm 2020 sang đến năm nay. Vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở đoạn tuyến khoảng hơn 400 mét do các hộ dân không đồng thuận với phương án hỗ trợ bồi thường, khiến cho đoạn đường này bị thắt cổ chai, gây bụi bặm và ùn ứ. Sau một thời gian dài tuyên truyền vận động thì đến nay các hộ dân đã đồng thuận với chính quyền và đây là cơ sở để địa phương triển khai dự án hoàn tất trong năm nay. Bụi trắng xóa, hàng trăm hộ dân sống ven quốc lộ 1A tại huyện Thường Tín phải sống chung với tình cảnh này nhiều tháng nay. Thậm chí, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa bởi lo nhà không được, bán hàng cũng không xong. Mưa thì bẩn, nắng lên thì bụi mù lên này. Ôi giời, một ngày lau đến 20 lần cũng chả sạch, một lúc phải lau vẫn bụi. Cả thỉnh thoảng họ có đi xịt cho một ít nước. Xịt cái lúc sáng. Cả sáng đi bụi luôn từ sáng thôi. Bụi sáng chưa về càng bụi hơn mà đen không nhìn thấy đường mấy, không nhìn thấy người mấy. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín, dù chỉ dài 5 km nhưng vướng mắc nằm ở khoảng hơn 400 m qua địa bàn thôn Văn Giáp, xã Văn Bình chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân nằm ở chỗ người dân không đồng tình với giá đền bù bởi cho rằng chính quyền chỉ trả có 18 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá thị trường là cả trăm triệu. Sau thời gian vận động tuyên truyền, đến nay các hộ dân cuối cùng đã đồng thuận khi được tuyên truyền đây là khung giá quy định của nhà nước. Thì cũng bụi ô nhiễm mà nên là chúng tôi cũng rất là nhất trí đồng tình là cho để cho nhà nước làm mà chúng tôi có cản trở cái gì đâu, nhưng mà với mức độ là phải làm sao mà đền bù cho chúng tôi thỏa đáng cho đỡ thiệt. Cơ bản về người dân thì cũng rất hiểu biết pháp luật và người ta cũng ủng hộ cái dự án thực hiện quốc lộ 1A. Tuy nhiên thì chúng tôi nhận thấy là nó liên quan đến một số khó khăn, đó là chế độ chính sách này, giá cả bồi thường cái đất có sổ đỏ này. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín có tổng mức đầu tư 247 tỷ đồng, được thành phố Hà Nội giao cho Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Để đảm bảo tiến độ trong năm nay, cùng với việc hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng tại xã Văn Bình, huyện sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam trong việc xin cấp phép thi công những đoạn chỉ giới đường đỏ của dự án để tránh bị chồng lấn. Với cái nỗ lực của địa phương, thì huyện cũng đang chỉ đạo các ngành chức năng cũng như xã cố gắng hoàn thành cái công tác giải phóng bằng trong năm 2022 để dự án hoàn thành, thi công hoàn thành trong năm 2022. Việc mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín từ 9m thành 13m và hơn 20m theo quy hoạch sẽ giúp phát triển đồng bộ hệ thống giao thông của thành phố, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân nhằm giảm ùn tắc, đồng thời cũng sẽ chấm dứt tình trạng người dân phải sống chung với bụi như thế này. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của một số đơn vị thì trong quý 3 vừa qua, lượng tiêu thụ căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh xuống thấp nhất kể từ năm 2019. Nguyên nhân là do thiếu vốn, giá cao, tâm lý lo ngại sở hữu chung cư có thời hạn. Nhiều đơn vị tư vấn khảo sát xác nhận thanh khoản căn hộ quý vừa qua đang trên đà giảm mạnh. Cushman & Wakefield cho biết quý 3, lượng căn hộ chào bán mới bị giảm 56% so với quý trước. Tỷ lệ hấp thụ nhà cao tầng giảm 54% với 4.150 căn được tiêu thụ. Nhu cầu thị trường chậm lại kể từ sau tháng 7-8. Còn theo báo cáo của Savills Việt Nam,
Trong 3 tháng 7-8-9, lượng giao dịch nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống còn hơn 990 căn và tỷ lệ hấp thụ đạt mức 15%, thấp nhất kể từ năm 2019. Các dự án mới có tỷ lệ hấp thụ là 35%, giá bán neo cao, nguồn cung tung ra trong quý ít hơn hẳn so với cùng kỳ 51%, hàng tồn kho căn hộ chiếm khoảng 66% nguồn cung sơ cấp với 4.400 căn, lớn nhất kể từ năm 2019. Thời điểm này, các nhà đầu tư nên nhắm tới việc đầu tư chung và dài hạn, hạn chế đầu tư lướt sóng, kèm theo kế hoạch rõ ràng về dòng tiền, hạn chế vay và luôn dự phòng một khoảng thời gian thanh khoản dài hơn. Các nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu kỹ pháp lý dự án, do trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm không có pháp lý rõ ràng, ảnh hưởng đến thời gian đầu tư. Thời gian vừa qua, câu chuyện về phòng cháy chữa cháy được nhắc đến nhiều khi liên tiếp các vụ cháy xảy ra, thiệt hại cả tính mạng và tài sản. Đặc biệt với nhà tập thể cũ được xây dựng từ lâu thì nguy cơ cháy nổ ngày càng lớn. Dù đã nhiều lần phản ánh với cơ quan quản lý nhà nước, nhưng hiện tại thì 79 hộ dân tại khu tập thể hóa chất và khu tập thể rau củ quả Gia Lâm, Hà Nội vẫn phải sống trong điều kiện cuộc sống thấp và nguy hiểm. Căn phòng này quanh năm thiếu sáng. Việc thiếu sáng không phải do mất điện, mà là vì thấm rột, ẩm mốc, nên gia đình chị Hường không dám sử dụng các thiết bị điện khu vực này và buộc gia đình chị phải sử dụng nhiều cách khác nhau để đối phó. Là cái tình trạng như này nó diễn ra từ rất lâu. Lúc đầu thì nó ngấm ít, sau mỗi một trận mưa là nó sẽ ngấm nhiều hơn và nó sẽ rột lớn hơn. Rột giống như là ngoài trời luôn ấy, chứ không phải là rột nhỏ giọt ít đâu, giống như ngoài trời luôn ấy. Và hiện trạng bây giờ là nhà tôi đang phải căng cái bạt lớn để cho nó chống thấm, chống rột vào cái bạt đấy, và tôi sẽ chọc thủng một cái lỗ trên cái bạt và sau đó đấy cho chảy xuống chợ. Cứ mỗi một lần mưa ấy, trước khi ra khỏi nhà là tôi đã phải chống rột trước khi ra khỏi nhà rồi. Mà khi về nhà là các cái ổ điện là gần như là mình phải lấy rẻ khô quấn vào tay. Mặc dù là đã che chắn ổ điện rồi nhá, nhưng vẫn phải lấy rẻ khô quấn vào tay và mới được bật đường điện lên. Chứ không là nó không phải là chạm mắt nữa mà nó là giật. Nó giật luôn ấy. Không chỉ riêng gia đình chị Hường, nhiều hộ gia đình khác đang sinh sống tại khu tập thể hóa chất và rau củ quả Gia Lâm, Hà Nội cũng gặp phải tình trạng tương tự. Điều người dân lo lắng nhất là cái sự xuống cấp của nhà, của tường nó yếu thì nó nguy hiểm. Và hai nữa là cái sự thấm rột, mưa gió là thấm rột và vệ sinh cũng thấm rột thường xuyên. Thì người dân ở rất bất tiện. Chúng tôi đã tự sửa chữa nhiều nhưng mà nó cũng chỉ đảm bảo mức độ thôi. Và tường với cột nhà ở phía ngoài là cũng bị nứt nẻ nhiều rồi, thì chúng tôi cảm thấy là nó không được an toàn. Cũng vì căn phòng chật chội, ẩm thấp, diện tích sử dụng ít nên nhiều hộ gia đình khác đã cơi nới phần bên ngoài. Việc cơi nới như thế này sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có cháy nổ xảy ra. Cơi nới tự do cũng làm thay đổi kết cấu khu tập thể, khiến chất lượng công trình nhanh xuống cấp hơn. Và đặc biệt rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Trong cái giai đoạn hiện tại, cái mật độ dân cư cũng như là cái sự cơi nới, rồi những cái sự bưng bít thì chúng ta thấy là cái nguy cơ tiềm ẩn rất nhiều. Ví dụ chúng ta thấy là những cái đường thoát có thể thoát được thì chúng ta bị bưng bít nó bằng những cái chuồng cọp, những cái sự cơi nới. Rồi cái đường thoát có thể là thoát lên mái thì chúng ta cũng đã bịt. Và cái số lượng người ở trong mỗi chung cư này đang ngày một tăng lên. Chính vì thế cho nên là những cái nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ nó xảy ra bất cứ lúc nào. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt thời gian phá dỡ toàn khu sẽ tiến hành từ quý 3 năm 2023. Trong khi chờ nâng cấp, xây mới, thì người dân ngày ngày vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.